Chị bảo chị thì hôm thực ra là con là người miền Trung, nhưng mà lấy chồng ra Hà Nội ngày xưa thì ở đây, nhưng mà lấy chồng ra Hà Nội xong rồi Hà Nội rồi chồng công tác ở ngoài ấy. Rồi về đấy làm dâu, cũng như là làm dâu người Bắc, người ta không mình không phù hợp, mà mình cố gắng mình cũng không thế, thì tôi thì con định buông bỏ. Đi vào trong này thì mới vào trong này, bây giờ đây nhà này nó cũng là nhà bây giờ thôi. Còn về đây thì thực ra cũng mình cũng muốn làm ăn một cái gì đấy cho nó cái cuộc sống của mình, có hai đứa con. Nhưng mà khi đi vào đây rồi thì làm ăn có một người bạn thân chơi thân với con cùng quê luôn, từ ngày xưa đến giờ là hai có hai người bạn đó, thì tự nhiên sao đến thời gian gần đây đúng cái lúc mà nhà con có được một tỷ, con mới vào đây được hơn 3 năm, hôm đầu năm học con cũng có được 1 tỷ. Con cũng muốn là kinh doanh một tí để cho nó sinh lời, cho các cháu nó đỡ vất vả, để mua một cái nhà. Thế thì bạn ấy giới thiệu con có một cái nhà, nói chung là ở quê cũng ở xa xa đó, mà là 1 tỷ. Nhưng mà giới thiệu là như thế, nhưng mình đến thì con tin người thật là nghe đấy, xong rồi là bạn đi mua thì bảo mua cái nhà đó để mình muốn là sau này mình cứ lấy cái chỗ tá túc đấy, chứ con bây giờ con chưa có nhà. Thế thì mua thì xong thì bây giờ nói chung là con bị bạn con lừa. Lừa tiền. Đấy là cái số 1 tỷ đấy, con rất muốn lấy lại, con không biết bằng cách nào. Vâng, thế cái còn lại cái vấn đề còn lại cũng là trước khi mà mua cái nhà cái đất đó thì con thấy sau đó tại sao mà cái gì nói con cũng nghe. Là trước khi mua cái nhà cái đất đó thì bạn hai cái bạn đến đây chơi thì ui mày làm ăn khó khăn, mày thấy bọn tao giàu không, mày chỉ hết cái đất này cái đất kia, thì con thực sự ra là con muốn làm ăn chân chính, nhưng mà nó cũng một cách làm. Thì bạn ấy giới thiệu là thờ những cái bức đó, thì con trong lòng con cũng hơi có tâm linh, hơi tâm linh, nên là nó cũng hơi thực sự là con nói là con muốn làm ăn chân chính, nhưng mà nói này cái đó con chưa hiểu, nó cũng sợ. Thế bây giờ thực ra như này chị này, thật sự đó. Thế người ta nói là thờ những người này thì làm ăn kiểu gì mà chị cứ nói là làm ăn chân chính là như thế nào? Có nghĩa là thờ người này có nghĩa là muốn làm ăn cái gì thì cầu người ta cầu, là kể cả là làm muốn ăn bán. Đường trước thì con có một con bán hàng ăn sáng này. Vâng. Thì con không dám đi thuê được ở ngoài, tại vì giờ sức khỏe thì cũng không có gì, người này cũng không có khỏe lắm. Vâng. Thế thì bảo là bây giờ mẹ ở đây muốn đông khách thì ý là mẹ trước cũng được này. Vâng, thì cái này là bạn ấy là đăng ký và gửi cho con, là con rất sợ. Cái đăng ký ở đâu? Con không biết, ở trên cái người cũng là gọi là phong thủy cái gì đó. Lúc đầu thì người ta chỉ nói là phong thủy thôi. Chứ người ta không có nói sâu xa về cái này. Phong thủy với lại thờ hai cái tượng này. Thờ thì từ lúc mà đưa về giờ thì con cũng chưa bao giờ thắp nhang cả. Thì con cũng chưa thật sự là trong lòng con. Nhưng mà từ lúc đưa về giờ thì chị có thấy cái gì không? Có thấy người nó như thế nào không? Con mệt hơn. Mệt hơn. Và sau khi đưa về thì là đến nói con là có tiền không để đầu tư làm ăn, thì có bấy nhiêu tiền là không đưa tất. Đấy là đưa tất. Sau đó là người ta bảo là bây giờ tiền nghĩa là trong nhà không có cái tiền, là có một tức là chị là, tức là hôm nay như này, tức là chị bị giống như kiểu bị mất cái kiểm soát, mất kiểm soát về nhận thức đó. Cho nên là người ta nói gì nghe thì vâng, mà từ khi đến bây giờ con nói thật là không biết là nếu như là ông là người hai người cái người thờ này là tâm linh hay là về hướng về Phật hay là gì con không biết, nhưng mà thực ra là nếu như mà con có sai ở chỗ nào thì cũng chỉ cho con cái là con người trần thì con không hiểu thế nào đấy. Nhưng mà sau khi đó thì biết rước về vợ chồng của con thực ra là không có đánh nhau chửi nhau như người khác trước đây á, thì ở ngoài Bắc thì nó cũng vất vả như thế, lục đục như thế, chúng con suýt bỏ nhau. Nhưng khi đi vào đấy chúng con đã sống được 3 năm rất hạnh phúc, nhưng bắt đầu từ đầu năm tới giờ hầu như vợ chồng con có một cái gì đó nó tách ra, nó không được như trước, nó tách ra. Vâng. Thế thì thế này chị rước về từ bao giờ? Thì mới từ đầu năm tới bây giờ. Tức là từ khi rước về là mọi chuyện nó xảy ra. Vâng. Mọi cuộc sống nó xảy ra. Khi mà con rước về ngày hôm nay thì ngay ngày mai con đi nhập viện. Là con hơi nghi rồi, nên là con không dám thân nha. Thế xong thì anh bảo là đây này mày nhìn, mà đúng con lên nhà hai cái người bạn đấy là người ta có thờ tới 10 người, 10 ông như thế nào. Thế bảo mày á, mày thấy mà được á thì mày cứ thỉnh đi. Thế để con thỉnh thêm một ông nữa. Thế con thử thỉnh một ông nữa thì con đi viện về. Con đi viện về con mới thỉnh thêm một ông nữa thì vừa mới cũng cỡ giờ này người ta đem đến cho con, thì con mới để ngoài bàn rồi kia. Thì con lại nhập viện tiếp. Lý do nhập viện là gì? Thì con thì vốn dĩ là con bị tim mạch rồi. Thì nói chung là trong trước đây thì nó không mệt bằng như thế này, tại vì con trầm bệnh suy nghĩ nhiều, trầm cảm kéo dài nên là cái bệnh.
bây giờ đến tuần tuổi này nhà cửa nó không có ổn định, con cái nó lớn nhiều cái mình phải suy nghĩ lắm. Vâng vâng. Nhìn em là mình cho đến giờ này không có cái gì cả. Vâng. Xong rồi đến cái lúc mà đi bệnh viện thì con chỉ nghĩ là bệnh tim con nó nặng lên thôi, chứ không nghĩ là cái gì cả. Như vào đấy thì lúc đầu đó thì người ta nói con là bị cũng bị covid. Covid thì con cũng không biết nguồn gốc từ đâu mà con bị lây như thế. Con bị thế thì con vào đó thì nói chung là cái lúc đấy thì cấp cứu cho con thì lâu lắm. Có nghĩa là nằm trong phòng cấp cứu đặc biệt nên là làm một ngày, nhưng mà sau đó người ta phải chuyển sang phòng cấp cứu của cái covid này, con nằm thêm 5 ngày nữa. Nhưng mà xét nghiệm có ra covid không? Có ra covid. Thế thì con cũng chỉ nhìn nằm đó thì chắc là thầy nhìn con, chắc thầy biết con có tí tâm linh đúng không? Vâng vâng. Con có tâm linh và con ví dụ như con với lại thầy nữa, thầy giúp cho con này. Ví dụ như con nhìn một người kia nhà sắp có chuyện gì hay là có một cái vấn đề gì, rồi. Con muốn bịt mồm con lại lắm, bởi vì con sợ con nói ra là con vô duyên, nhưng mà con cứ phải nói. Đấy là cái mệnh xem mệnh soi đi, đấy là mệnh xem. Thì con biết bảo, con cũng bảo như này, con chỉ xin trời nhiều khi 12 đêm con ra ngoài, con chỉ xin trời con bảo như thế này. Nếu á mà cái kiếp của con á, mà con đến với cái tâm linh, trời ba bắt con phải làm cái tâm linh này á, bố cô không cần thiết cô giải đi cũng được, thì con sẽ xin để cho con sống là một người bình thường, con phải làm ăn lương thiện, vì con chưa làm điều thánh đức bao giờ cả. Nhưng nếu mà ông trời, con muốn nhờ thầy, được con xem thầy, con muốn nói là nếu như mà là thầy biết ấy là con như thế, thầy biết con bây giờ chắc là thầy nhìn thấu là con khổ thế nào. Thì thầy hãy cho con một lời khuyên là đầu tiên, cô có tâm, cô phải kinh nhân độ thế, thì con xin thầy, con sẽ làm đệ tử cho thầy. Được rồi. Và thầy sẽ giúp con. Mời chị ngồi sang đây. Thôi được rồi, bây giờ như này nhá. Trước tiên là kiểm tra những cái gì nó đang diễn ra trong cái mảnh đất nhà chị. Đã. Sau đó kiểm tra cái mệnh của chị. Lúc đấy tôi sẽ cho chị những cái lời khuyên và những cái xử lý. Bây giờ chị tĩnh tâm lại. Nhà con có camera, con sẽ rút hết camera. Rồi, được rồi. Chồng con nhìn lại. Mệnh này phải thờ phủ tại nhà, phải thờ phủ. Con chỉ xin là một mình một điện chứ, một mình một điện. Con chỉ xin là đừng bắt con thờ điện thôi. Con đây là phải một mình không? một mình một điện, không thể tránh được. Một mình một điện. Bây giờ con không có nhà, con làm sao được? Con làm điện được ạ? Thì bây giờ cứ lập một cái ban thờ, thờ một bát hương công đồng, thờ một bát công đồng. Thì cứ tạm thời là thờ nhỏ thôi cũng được. Nhưng mà đây là mệnh này bắt buộc phải thờ điện, một mình một điện, mệnh này mệnh thiên nữa. Chị hay có những giấc mơ trên thiên. Đúng rồi ạ. Con mơ thấy cái bà mà gọi là chúa, thì có một cái khăn ở trên đầu như thế này mà màu xanh ấy, màu xanh, thì cái là màu xanh 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 giống như kiểu xanh chuối, xanh chuối. Nhưng bà bảo như thế này này, nếu mà nghe thì gánh một cái gánh mà đi lên trên cái rừng tre, rừng trúc gì ấy, thì bảo con là bảo như thế này, nếu mà nghe đấy thì sẽ được hướng cái này là dẫn ông đến một cái vườn mít rất là nhiều quả, nhưng nếu không nghe thì sẽ rất là khổ. Kiểu có lúc để cái này cho con là một cái trở thành là một cô bé, nhưng mà không nói xin lỗi thầy là không quần không áo gì cả, mà còn nói là vợ chồng sẽ đưa nhau ra, nói chung là vợ chồng thì con cứ trục trặc. Rồi chị cứ tĩnh tâm lại đi, tôi sẽ dẫn dắt chị nhé. Còn tôi là người quản lý căn số thì mọi thứ là tôi sẽ là người cụ thể với chị về mọi cái, về cái căn bệnh của chị. Đất này nó có một cái thần. Cái thần này có lẽ là hai bức tượng đây rồi. Vâng. Đây là thần. Con ở đây 3 năm rất là tốt đẹp. Con làm ăn ít hơn. Nhưng mà từ khi rước về cái là rách tiền luôn. Con không có tiền luôn. Chị ở đây người ta gọi là cô cũng yêu mà chúa cũng chiều. Tức là cả cô chín và chúa bói. Vâng. Chị nhá. Cho nên mệnh của chị là mệnh xem mệnh soi. Mệnh xem mệnh soi. Những cái gì chị nhìn ra được của mệnh đối với người ta đó là năng lực tâm linh. Năng lực tâm linh tâm gọi là cái năng lực soi của chị. Chị nhá. Còn bây giờ tôi sẽ xem là cắt cho chị hay là để chị phải theo. Thì cái đấy là tùy mệnh của chị thôi. Chứ cái này tôi không can thiệp. Chị hiểu không ạ? Nếu như mà
cắt được thì tôi sẽ cắt giúp chị, còn nếu chị phải ra thì chị phải ra. Nhưng mà vừa nãy tôi lật lên tôi thấy chị phải một mình một phủ, cho nên là chị sẽ phải ra đấy. Chắc con là chị ngày ra. Trước cũng nghe thầy nói là như thế, bởi vì là con đã từng tự nhiên thôi, nhưng có người cứ đến nhà con nhờ con soi. Nhưng tự khi thời gian gần đây là con mất lọc, trước đây con còn giúp được người ta sinh con trai con gái nữa. Tôi sẽ cấp lại pháp cho chị nhá. Dạ. Tôi sẽ cấp lại pháp cho chị, còn lại cái việc chị phải làm thì chị vẫn phải làm. Dạ. Chứ không cắt được đâu, không cắt được. Con chỉ muốn là bây giờ cho con mấy người người trần mắt thịt thì con cho con nhìn thấy và con soi thì phải đúng, chứ con nói thôi cô con chưa tin được vào chính bản thân con thì con không biết xuống nhân độ thế, con không muốn giúp ai hết cả. Rồi, chị cứ yên tâm. Ôi giời. Đây gọi là vừa mới gặp một cái đại hạn về tiền, đại hạn về tiền. Nhưng chị còn đang trông một khoản tiền nào đó cũng khá. Thì đang nói chung là người ta nói như thế, nhưng mà em con đòi thì người ta vẫn nói là người ta sẽ trả. Chị đang trông. Vâng, con vẫn đang trông. Nhưng mà theo thầy thì con có lấy lại được không? Đây để tôi sẽ trả lời chị. Tôi sẽ trả lời. Có hai vấn đề mà vừa nói ra chị nhé. Vấn đề thứ nhất đó là cái mệnh của chị chắc là phải làm rồi. Thế còn làm thì bây giờ chưa có điều kiện thờ cúng thì chị cứ mà bốc một bát hương công đồng gọi là tất hội đồng thánh ấy, thì chị bốc chị thờ, sau đó rồi thì tôi sẽ cấp pháp cấp ấn cho chị, để chị lúc đấy thì chị sẽ được khai mở những cái năng lực tâm linh. Chị hiểu không ạ? Thì chị sẽ nhìn thấy. Thế con thường xin thầy là ví dụ như con đệ tử con theo bên thầy chẳng hạn, thì xin với con được thờ ở nơi đấy, còn con sẽ làm việc. Không, chỉ là chị phải một mình một phủ. Thứ nhất là tôi không nhận con nhang đệ tử. Dạ. Tôi không nhận con nhang đệ tử mà tôi chỉ có những học trò đi theo hỗ trợ công việc. Đấy là cái về cái mệnh của tôi. Còn lại về mệnh của chị thì chị phải một mình một phủ. Bây giờ chưa có điều kiện thì chị cứ thờ công đồng đi. Thì sau đó rồi chị cứ sớm chiều mộ lên hương rồi mọi thứ chị sẽ giúp người ta. Thì cái năng lực tâm linh tự nhiên nó sẽ phát triển và chị sẽ có những cái lộc về tâm linh. Dạ. Chị hiểu không ạ? Chị sẽ có những cái lọc về tâm linh. Còn lại cái vấn đề thứ hai đó là hai bức tượng kia, thì đấy nó gọi là cái thần ở trong nhà. Yeah. Cái thần ở trong nhà thì lát nữa sẽ giải hai cái tượng này đi. Vâng. Thế còn một cái vấn đề nữa là bây giờ xem gốc nhà chị ở đâu. Úi dồi, 8 bích, 9 bích, 8 cơ, 9 cơ này. Gốc nhà chị ở đâu? Gốc nhà chị, nhà chồng ở đâu? Gốc nhà chồng Hà Nội. Ở đâu Hà Nội? Sơn Tây. Ôi trời. Chồng chị thời gian gần đây nó cũng không bình thường. Tính khí thất thường. Tính khí thất thường lắm chị ạ. Thực ra là như thế này, em con là dâu trưởng. Thì tất cả mọi thứ thì ví dụ như thầy mà ấy về con thì phải biết là con có phúc đức hay không. Con về làm dâu thì lúc đầu là gia đình nhà chồng không đồng ý, sau này con nghĩ là mình là dâu trưởng mà người mắc là rất là chậm. Thì chồng con về con cũng theo về con chăm sóc, thì bố mẹ con vừa cái khi con chỉ có cái ân hận một điều duy nhất là con là trưởng, có bốn người con nhưng mà mình vẫn nghĩ là mình chỉ có cái trách nhiệm đấy. Thì ở trong cái ngôi nhà có con nhưng mà con khổ lắm, cho nên là con phải rời đi khi bố chồng con đi được mấy tháng bố chồng con ốm, thì giáo anh cũng về chăm. Chứ không phải là không phải là có không, nhưng mà tình thương cũng dành đi gia đình nhà chồng là có, là trân trọng chứ không phải là không. Nhưng mà con đâu đó con vẫn còn phải cạnh bên lòng là con có tí cái phần bất tín ở cái chỗ đó. Thôi rồi, cái chồng con vừa giờ là đang phải suy nghĩ là vì là ông nó cũng nặng về cái chuyện mà không, cái suy nghĩ về gia đình là một phần, nhưng tính khí thay đổi bất thường là do cái gì đó? Là do cái sự tác động về cái đất ở nhà chồng. Đất nhà chồng có vấn đề. Đất nhà chồng nó phải có, trước đây nó có một cái cây cổ thụ rất to ở trong nhà, trong đất. Có một cái cây cổ thụ rất to. Không, con không biết lắm. Cây dừa hay gì thôi, nhưng mà ở trong đó ngày xưa con cũng nghe nói là mẹ chồng, cái bà của chồng con ấy là cũng có mở một cây nha, cây phụ. Rồi, đấy, đất đấy là đất, nó có đất nghịch, nó có vấn đề, nó theo chồng chị. Có bao giờ mà thầy nhìn thấy như thế này này? Cái đất ở đâu con rời bỏ con đi?
không, thì vừa giờ không phải lý do từ cái đấy không, nhưng mà vừa giờ là có khi nhà chồng con là không nhất quyết, bố mẹ chồng con ngày xưa không nhất quyết thì bọn con phải đi rời khỏi nơi đó. Vừa giờ bọn con đi vào đây thì để lại cho thằng em, thí dụ trị giá cái chỗ đó ví dụ như là 7-8 tỷ chẳng hạn, thì con thì chồng con lấy 2 tỷ. Có bao giờ mà vì lấy cái tiền đó nên là bị thay đổi không? Không không không, đây nó là do tâm linh. Đây là do tâm linh của đất tác động chứ không phải là do người trời. Đây là tâm linh. Ui trời. Này, sợ chưa? Này, đây này, ba lá chị nhìn thấy lạ không? Con. Đây này, 8 bích, 9 bích, di bích thì là 8 cơ, di cơ, 9 cơ đây. Nó có cái gì đó nó rất bất thường ở chính tại cả cái đất này luôn này. Mà vừa nãy di bích, an bích thì nó là cái thần ở đây. Thôi bây giờ như thế này. Bây giờ trước tiên là giải cho chị cái này nhé chị nhé, và cái hướng dẫn chị về cái cách thờ thánh tại nhà một cách tối giản nhất để làm sao tâm mình nó luôn luôn có cái hướng thế. Thứ hai, thứ ba nữa là sẽ khai cho chị cái tâm là một, cái mệnh là hai, để cho chị làm cái việc thánh từ từ, cứ từ từ để làm. Và khi khai mệnh cho chị thì mọi thứ về tâm linh nó sẽ hiện hữu với chị, và năng lực nó sẽ có dần về với chị. Thì chị cứ hay cứ xem cho mọi người đi, và tự tin mà xem. Vì mọi thứ chị nhìn thấy không phải là chị tưởng tượng, mà đó là năng lực tâm linh, chị hiểu không? Rồi, còn bây giờ để chúng ta xử lý con này. Con muốn nét như thế này là con có mở phủ. Chị mở rồi đi. Con có hầu đâu. Hầu chưa? Hầu rồi. Rồi được rồi, thôi được rồi. Nhưng bây giờ chị phải một mình một phủ nhá. Chị phải một mình một phủ. Tức là chị cứ thờ thánh tại nhà đi. Chị cứ thờ tại nhà. Con thờ bằng cách như thế nào? Chị cứ lập một ban cao hơn ban gia tiên, và nhờ ai đó người ta bốc cho. Con có bàn thờ Phật. Không, thánh riêng, Phật riêng. Vâng. Thì chị nhờ ta bốc một bát hương đại to như này. Và thờ nhờ người ta bốc gọi là công đồng thánh, hội đồng thánh. Nhất chị nhé. Thì đấy thì chị cứ thắp hương lên hương bình thường ngày rằm mùng 1. Cái còn lại thì bên lát tôi sẽ khai mệnh cho chị, thì từ nay trở đi cái năng lực tâm linh của chị nó sẽ được phát triển. Chị hiểu chưa? Còn bây giờ chị cho tôi cái túi bóng để tôi cái hai đối tượng kia. Màu đen, màu trắng được. Bóng đen vậy. Thưa các bạn, tôi không am hiểu lắm về cái trường phái bên Thái Lan. Nhưng hai cái tượng này từ khi gia đình rước về thì nó đã có quá nhiều những cái biến cố nó xảy ra. Và khi tôi kiểm tra lá bài trên đất thì tôi thấy nó là cái thần ở trên đất. Cho nên đối với gia đình thì gia đình không dám giải đi. Nhưng đối với tôi thì tôi giải một cách bình thường. Còn đối với chúng ta thì cái quan điểm của chúng ta về cái tôn giáo của Thái Lan thì nó có cái gì đó nó hơi mờ ám. Nó thể hiện thông qua các búp bê Kumathon ở bên Việt Nam. Nó gây ra rất nhiều thứ rất là kinh khủng. Và đối với những người bình thường thì không dám, nhưng đối với tôi thì tôi chẳng có gì là tôi không dám làm đối với hai cái tượng này. Đó là tôi giải ra xong. Từ hôm mà đến đây con không hiểu cái đó. Nhưng con mới biết được là cái ngày sáng ngày hôm qua là cái này tương tự giống như cái búp bê của Kumathon. Vâng. Kumathon của Thái Lan. Là con mới sợ. Vâng, thôi được rồi. Bây giờ Trang này đưa cho chị cầm 12 cái tờ ấn lệnh này trong người để cho cái sức khỏe của chị nó khỏe lên chị nhé. Cầm ấn lệnh này theo người. Bên hai cái chị để đầu gối, chị để đầu gối để cho nó mọi thứ nó yên ổn, vợ chồng nó yên ổn. Gối. Thì con sẽ bớt bệnh ở trong người con rất là nhiều bệnh. Chị cứ cầm cái này nó sẽ khỏe dần lên, nó sẽ khỏe dần lên. Còn bây giờ tôi sẽ khai cho chị một cái gọi là cái mắt thứ ba để chị nhìn nhá chị nhá. Thì chị nhìn vấn đề của ai như thế nào, chị chú ý điều này này. Chị nhìn thấy vấn đề của người ta chị chỉ nói ra, chị đừng có ngại ngần hoặc là sợ không biết mình nói có đúng hay không. Chị cứ nói, tại vì lúc đấy chị được lai giáng chứ không phải tự chị đâu. Chị hiểu không? Chị cứ nói thì con trước khi mà nói cho ai đâu, con có phải xin không? Phải xin cái gì cả, tại vì nó lúc đấy là trong mệnh chị rồi. Đây chị cầm một bộ theo người, còn một bộ chị để ở gối. Đây là ấn lệnh chứ không phải bùa ngải chị nhé. Này con gì không? Chưa không ạ? Thôi không cần, cái nào cũng được, cái nào để được, cái nào được. Hai cái là giống nhau ạ. Đúng không? Vâng, đây bây giờ chị nhắm mắt vào để tôi khai cho chị nghe. Chị chú ý câu này nhé.
tâm ấn này khai nhãn cho chị để gọi là nhìn cho rõ, soi cho tỏ, dẫn đường cho bách gia trăm họ bằng tâm. Tâm càng sáng thì mắt càng sáng, chị chú ý. Được rồi.